mách vạn ba mẻo chỉ nắm tại nhà từ thiên nhiên hiệu quả nhất. Sở hữu một làn da trắng sáng rạng ngời không tì vết là mơ ước của hầu hết chị em phụ nữ. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau đã dẫn đến hiện tượng nám da. Nám da không phải là bệnh quá khó chữa nhưng nó khiến nhiều chị em mất đi sự tự tin vốn có. Vậy giải pháp nào là tối ưu nhất, hiệu quả nhất cho hiện tượng này? Hãy cùng tìm hiểu ba mẻo chỉ nám da tại nhà hiệu quả sau đây nhé. 1. Mẻo chỉ nám bằng mật ong và nghệ tươi. Sự kết hợp giữa mật ong với nghệ tươi là một trong những cách chỉ nám mặt không thể tuyệt vời hơn trong công cuộc điều trị nám. Các dưỡng chất trong mật ong và tinh chất nghệ tươi giúp ngăn ngừa nám và làm sáng da. Cách chỉ nám bằng mật ong như sau, bạn chuẩn bị một thìa mật ong cộng một thìa tinh bột nghệ, trộn đều hai hỗn hợp trên thành dạng sệt rồi rửa sạch da, thoa đều thành một lớp mỏng lên mặt, nằm thư giãn trong khoảng 15 đến 20 phút. Lưu ý thực hiện 3 lần một tuần bạn sẽ phải ngạc nhiên với kết quả thu được. 2. Mẻo chỉ nám da mặt hiệu quả bằng mướp đắng. Công thức chỉ nám da mặt này rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một quả mướp đắng và một quả dưa chuột. Lưu ý, khi chọn nguyên liệu để thực hiện cách chữa nám hiệu quả này thì bạn phải chọn những quả thật tươi và được xử lý qua nước muối để đảm bảo không có thuốc trừ sâu tồn trên quả. Cách thực hiện như sau, xay nhuyễn dưa chuột và mướp đắng. Sau đó, bạn đắp hỗn hợp này lên mặt, để trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước. Kiên trì với mẻo chỉ nám này 2 đến 3 lần một tuần, bạn sẽ thấy những vết nám da giảm rõ rệt sau 2 tháng thực hiện đều đặn. 3. Mẻo chỉ nám da mặt hiệu quả từ cà chua. Cà chua được coi là kho chứa vitamin C tự nhiên vô cùng phong phú. Loại quả dân dã này mang trong mình công dụng thần kỳ khi chỉ nám rất hiệu quả. Bí quyết chỉ nám da mặt hiệu quả nhất rất đơn giản. Bạn chỉ cần rửa sạch cà chua, ép lấy nước uống hàng ngày. Nếu không thể uống được, bạn có thể xay nhuyễn cà chua và dùng để đắp mặt nạ cho vùng da bị nám. Với cách chữa trị nám da mặt tại nhà từ cà chua này không những giúp làm mờ các vết nám mà thành phần vitamin C có trong cà chua còn giúp làm mềm da, làm sáng da nếu bạn kiên trì thực hiện trong một thời gian từ 2 đến 3 tháng. Trên đây là một số mẻo chỉ nám mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Các phương pháp này tuy đơn giản, dễ thực hiện nhưng bạn sẽ phải kiên trì trong một thời gian dài mới có kết quả rõ rệt. Nếu bạn quá bận rộn bạn có thể xài kem chỉ nám rất hiệu quả, không mất quá nhiều thời gian mà cũng rất tiết kiệm.